chiếc kỷ niệm sang gốc của mình. Vãi cả lịch. Ây, ngày xưa nó không kinh như thế này đâu. Reaction đi chị ạ. Đây nghe muốn điếc cái tai luôn mà. Tiếng có to không mọi người? Tiếng to chưa? Tiếng ok chưa? Mình nghĩ là tiếng không to bằng mồm mình đâu. Nên là chắc là như vậy được rồi. Nếu mà tiếng mà có to hay nhỏ thì mọi người bảo mình nhá. Và mình sẽ bắt đầu nè. Đây là giới thiệu với mọi người, đây là bộ răng 65 củ nha mọi người. Nhìn này không biết tóc kẹp đâu đúng không? Đây là tóc kẹp đấy mọi người. Đây là cái tóc mà đây là tóc của mình, nó chỉ đến đây thôi. Đến đây thôi. Đấy, xong rồi là còn lại là tóc kẹp, xong mình kẹp vào đấy thì nó sẽ dài ra với cả dày hơn. Thì quay video thì sẽ xài tóc kẹp. Còn tóc của mình lúc mà mình livestream thì bởi vì ngày nào cũng livestream ấy, mà ngày nào cũng đeo tóc kẹp cũng rất là mệt, nên là tuần quay video lần thì kẹp tóc lần thôi. Chứ livestream thì mình không có xài cái tóc kẹp. Vê lù tóc giả. Người ta gọi là tóc kẹp. Đúng rồi. Thì là tóc giả mà. Trời ơi, do ai chụp hình các thứ chả tóc giả, chả xài tóc kẹp. Các bạn để ý là các KOL, các streamer, tất cả những người mà kiểu hay làm hình ảnh á, là người ta lúc tóc dài, lúc tóc ngắn là người ta xài tóc kẹp hết á. Chẳng qua là kiểu mọi người không có biết thôi. Chứ còn đấy là cái chuyện bình thường rồi á, nó chả phải là cái gì kiểu phức tạp đâu à. Tiếp nha, răng đều vào lở á. Thì người ta niềng răng mà. Nói gì ấy, bắt đầu nha mọi người. Nhìn không nhận ra tóc kẹp. Tóc kẹp nó nhẹ hơn tóc giả rất là nhiều. Với cả nó chỉ cần kẹp vài giải vào thôi à. Không có đau không ấy, có phải đeo mặt nạ giả không nhá, mặt thiệt nhá, mặt hàng thật nha. Bắt đầu nha mọi người, cái mắt mình sưng đấy. Đây là video để khoe với các bạn về hàm răng 65 củ này. Nó là nguyên nhân khiến mình cười nhiều hơn, cười không ngừng nghỉ, có khi không vui cũng cười, tại vì đẹp mà, phải khoe chứ. Em ơi, cái kiểu này là cứ mỗi lần như thế là mình phải quay ấy á, kiểu cảm giác nhanh nhanh vậy thôi chứ phải đổi góc nhiều. Mình muốn ai mà còn đang tự ti về răng miệng á thì sau khi xem video này sẽ có thêm động lực để đi niềng răng. Vì đây là quyết định đúng đắn nhất của mình mà. Để dễ hình dung thì mình sẽ show cho các bạn thấy răng của mình trước và sau khi niềng nhé. Đây là răng của mình trước khi niềng. Răng gốc của mình. Vãi cả lịch. Ây, ngày xưa nó không kinh như thế này đâu. Đây là mình đã phải rất là hy sinh luôn đấy. Mình kiểu phải chọn cái video và xấu vai cả cứt. Xấu đến cái mức mà ngày xưa mình không muốn nhìn lại luôn. Tức là mình phải chọn một cái video xấu nhất để chứng minh cho mọi người thấy là răng của mình ngày xưa nó không được đẹp. Đấy, chứ còn bình thường các bạn quay lại những cái video trước khi mình niềng răng ấy, nó không xấu được cái mức này đâu. Nhưng mà mình phải chọn cái video xấu nhất để chứng minh cái điều đấy, để kiểu như là khi mà mình so sánh trước và sau khi niềng nó có cái sự chênh lệch ấy. Đấy, thì mình đã phải chọn cái video rất là xấu này. Chứ còn thực ra lúc ấy ngày xưa nó chưa xấu đến mức ấy đâu. Ôi, hàm răng năm ấy á. Đấy, nó không xấu đến mức đấy, nhưng mà mình phải chọn video xấu nhất ấy, rất là hy sinh. Bốn răng cửa bằng nhau. Đây là răng của mình sau khi niềng thì răng của mình. Đây là chưa tháo attachment nha. À, hình như là tháo rồi sao ấy, giờ vẫn xấu mà. Ơ kìa. Đây là vẫn còn đang đeo khay duy trì nha mọi người. Lúc ấy là khay duy trì nhỉ? Đúng rồi, lúc ấy mình còn đang đeo khay duy trì chưa xong. Đã đều hơn, khớp cắn chuẩn. Đây là răng sau khi niềng này. Ui, xong rồi nó còn trắng nữa chứ, như răng sứ luôn. Nhưng mà hồi kiểu nhiều người hỏi mình răng sứ vãi. Nhưng mà mấy hôm nay kiểu mẹ mình ở đây, mẹ mình cho mình ăn nhiều nó lại vàng vàng rồi. Tiếng vlog nhỏ hơn á. Tiếng vlog nhỏ hơn á, chị nhỏ hơn à? Chị thấy chị cho to lắm rồi đấy. To chưa mọi người? Để mình thử nhá, để mình tròn đẹp. Nice. Chắc các bạn sẽ thắc mắc là răng đẹp vậy rồi mà còn niềng nữa. Không phải mỗi các bạn nghĩ thế đâu. Khi mình nói là mình muốn đi niềng răng ấy, cả thế giới đã ngăn cản mình. Bạn mình còn bảo là mày thừa tiền thì mày đưa cho tao đi, sao mày phải làm thế? Trông cái mặt ghét thiệt. Kiểu phải thay một bộ đồ khác để thể hiện á. Thực ra bạn mình nó hỏi câu này thật, nhưng mà nó không hỏi về cái thái độ kiểu ống ẹo như thế. Nó chỉ hỏi là ôi, mày thừa tiền thì mày đưa cho tao đi, sao mày phải làm thế? Kiểu nó chỉ hỏi bình thường thôi. Nhưng mà bởi vì là mình kiểu như là mình làm video thì mình sẽ làm độ ố rề lên á, thì mình kiểu thảo vai vậy thôi. Chứ bạn mình nó chỉ hỏi là lúc mà mình bảo mình niềng răng thì nó bảo là mày thừa tiền thì mày đưa cho tao đi, sao mày phải làm thế? Kiểu đấy thôi. Ủa? Không một ai ủng hộ. Nhưng giờ mình có thể chứng minh cho mọi người thấy bằng nụ cười này. Nhưng mà hôm đấy xài son bóng nhìn trông hơi gớm nhỉ. Kiểu bình thường son bóng bên ngoài nhìn rất là đẹp ý. Nhưng mà bởi vì đây là cái video về niềng răng, và trong video mình nói rất là nhiều, nên là khi mà xem video mọi người cứ bị tập trung vào cái mồm ấy. Tự dưng thấy cái môi nó bong bóng thì trông gớm thật sự luôn. Tức là bình thường bên ngoài son bóng rất là đẹp nha. Son bóng mà kiểu để bình thường như này này, chụp hình kiểu dễ thương, baby cute lắm. Thế nhưng mà xong rồi tự dưng xài son bóng vào thì nó ghê đấy chứ. Quả môi cũ vẫn đẹp hơn á. Là chỉ đổi son ấy mà. Wow.
rồi, nhớ chưa? Các bạn biết không, không phải là răng có nhiều vấn đề như là hô, vẩu, chen chúc tùm lum thì mới cần niềng đâu. Ít vấn đề như mình vẫn niềng thoải mái luôn. Ví dụ nhá, răng gốc của mình được khoảng tầm 7 điểm, nhưng mà niềng xong á, là mình được khoảng 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi? Ôi trời ơi, 9 điểm rưỡi. Chẳng nhẽ 7 điểm thì phải chấp nhận 7 điểm. No, phải đẹp hơn, tự tin hơn. Với cả ngoài sắp xếp lại trật tự cho răng của mình đều hơn á, thì nó còn giúp cho mặt của mình cân đối hơn, thanh thoát hơn và bảo vệ sức khỏe răng miệng của mình nữa. Bởi vì khóc không cho... đúng là niềng răng xong nó không phải là chỉ có mỗi vẫn tiếng vẫn hơi nhỏ á. Tiếng nhỏ á chỉ cho kiểu to với cứt luôn rồi đấy. Hoặc là để mình cho mic của mình nhỏ lại thì các bạn sẽ nghe tiếng đấy to hơn được không? Kiểu mình cho mic mình nhỏ lại á thì các bạn cho tiếng to hơn thì nó đỡ. Chứ mình thấy là mình cho maximum rồi. Chắc hết cỡ rồi đấy mà vẫn nhỏ á. Chị ngủ lưỡi chị để đâu á? Chị để bình thường nhá, lưỡi chị đặt đúng chỗ, không bị đặt sai chỗ, không cần phải mewing đâu. Đang tính nói cái gì nhỉ? Là khi mà mình niềng răng xong, trông mình khác, không phải là chỉ mỗi hàm răng nó đều đâu mà mặt mình nó cũng cân đối hơn nữa. Mà mặt nó chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ thôi là nhìn khác hẳn luôn ấy. Các bạn cứ để ý kiểu, nói chung là mặt nó chỉ cần thay đổi một xíu xíu thôi là nhìn cho khác hẳn rồi. Niềng răng gương mặt chuẩn lại V-line ngay á. Ngày mặt mình ngày xưa chưa niềng nó đã V-line rồi, cái cằm của mình nó đã chữ V rồi, nhưng mà lúc mà niềng xong thì nhìn nó cân đối hơn thôi, chứ không phải là kiểu mặt vuông thành mặt V-line đâu. Ngày xưa các bạn xem lại video cũ là thấy mặt mình nó đã, mặt khuôn mặt mình nó đã thế rồi á, nó không thay đổi nhiều đến cái mức đấy đâu. Bạn đã sẽ làm cho mình gặp rất nhiều vấn đề về răng miệng như là đau, viêm, yếu, nhanh rụng khi về răng. Thực ra là ngày xưa mình xem Đông Cung xong rồi mình mê Tiểu Phong quá. Xinh vãi cả đói à. Eo ơi, ngày xưa có ai xem Đông Cung không? Ngày xưa có ai xem Đông Cung không? Thề với mọi người là mẹ, ngày xưa mình xem Đông Cung xong mình mê Tiểu Phong vãi cả lìn luôn. Mình hồi đấy là mình xem phim Trung Quốc nhá. Thì mình xem ít phim Trung Quốc, nó không xem nhiều. Nhưng mà Đông Cung là mình chưa xem hết đâu. Nhưng mà hồi đấy xem mình kiểu đéo hiểu sao có người xinh như thế luôn. Mà mình không biết được là bên ngoài kiểu xinh cỡ nào, nhưng mà trong phim người ta làm cái hình tượng của Tiểu Phong kiểu đẹp vãi ở cứt luôn ấy. Tức là Tiểu Phong được mệnh danh là diễn viên mà mặc hồng y đẹp nhất mà đúng không? Hình như là một trong những diễn viên mà mặc hồng y đẹp nhất ấy, tức là mặc trang phục màu đỏ đẹp nhất ấy. Cái lúc mà mình xem Đông Cung mình kiểu nhìn mặt kiểu bé tí thì tí luôn, cũng đéo hiểu sao mà kiểu quay trên quay dưới quay trái quay phải quay khúc nào nhìn cũng xinh luôn, đi ảo ấy, cứ suốt ngày xem á, xem full mấy ngày Đông Cung luôn á. Hồi đó mê giờ vẫn mê luôn à, vẫn thấy xinh, nhưng mà hồi đấy kiểu cảm thấy như thế nó kiểu ảo ấy, là trưởng luôn ấy, không hiểu tại sao lại xinh như thế được. Thực ra thì bây giờ xem lại thì không thấy nó không đến mức như ngày xưa, tại vì có thể là hồi đấy kiểu mình còn quá xấu ấy, với cả mình còn con nít ấy, mình chưa có điều kiện để chăm chút cho mình, thì mình sẽ thấy những cái người xinh thì mình sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên với cả rất là ngưỡng mộ ấy. Thì lúc đấy xem mình sẽ thấy như thế, chưa xem phim này bao giờ. Nói chung là xem phải toàn ngắm gái thôi, tại vì xinh quá, xinh không chịu được luôn. Xinh kiểu mặt nhỏ xíu, xong rồi cái trang phục người ta làm đẹp nha, mà cảnh quay cũng đẹp nha, mà nhìn dễ thương vãi. Xong rồi hoặc là nó gu mình ý vậy. Còn còn có những cái phim khác Trung Quốc thì chưa chắc mình đã thấy nữ chính xinh bằng như thế đâu. Ví dụ như là đấy mình có xem những cái phim như là phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa nha. Thì khi mà xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa ấy, thì mình lại chủ yếu xem nội dung là chính, và mình thích Dạ Hoa. Còn Bạch Thiển thì mình cũng thích, nhưng mà mình lại không kiểu cảm thấy quá mê cái tạo hình đấy á. Nhưng mà xem Đông Cung là mình kiểu như là mẹ 90% là mình xem nữ chính rồi, chứ mình đã nhớ được nội dung của nó là cái gì. Kiểu như là mình quá bị cuốn luôn á. Thì đây là gu của mình, nên là mình thấy đẹp nên là mình thích thôi. Chứ còn hồi đấy xem nhiều lắm, xem cả kiểu xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, còn có cả Phượng Cửu, có cả Địch Lệ Nhiệt Ba các kiểu mà. Nhưng mà mình không cảm thấy bị bất ngờ hay không cảm thấy bị cuốn được bằng Tiểu Phong của Đông Cung ấy. Đấy, thì là lúc ấy mình mê quá, xong rồi mình lên mình search Google, xong mình xem là chị này có phẫu thuật thẩm mỹ không, tại sao lại xinh như thế, kiểu mình thắc mắc đến cái mức mà mình phải lên xem mặt của người ta ở bên ngoài đời như thế nào ấy. Trong phim xinh như thế thì ngoài đời như thế nào? Thì thấy ngoài đời cũng xinh, nhưng mà không xinh bằng trong phim đâu, tại vì trong phim kiểu người ta có hiệu ứng rồi, người ta kiểu tạo hình nó đẹp ấy. Đấy, thì sau rồi cũng thắc mắc thì thấy là có cái ảnh trước khi chị ấy sửa răng, chị ấy niềng răng, tưởng là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà không phải phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ là niềng răng thôi, nhưng mà xinh vãi, eo ơi thề, trước với cả sau khi niềng cái khác hẳn luôn. Thế là lúc ấy mình bắt đầu thích niềng răng. Ôi mà xinh dã man luôn, như thế chắc hôm nào mình phải xem lại quá mê rồi. Xinh điên. Mình đã tự hỏi là sao lại có người đẹp như vậy được, chắc chắn là phải phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thế là mình đã lên Google để search, thì mình mới biết là Tiểu Phong đã niềng răng và nhổ tận 6 cái răng để có được một gương mặt thanh thoát. Tiểu Phong tên thật là Bành Tiểu Nhiễm á, nay đổi nghề á. Vậy là mình ấp ủ khao khát niềng răng từ đấy.
ước ao có một gương mặt nhỏ nhắn vi lai nhưng mà ngày xưa mặt mình mà bánh bao, nhiều lúc giảm cân người gầy rồi nhưng mà mặt nó vẫn cứ béo ấy. Tăng có một lạng thôi là mặt nó phì ra rồi, thề là lúc đấy mình tự ti kinh khủng luôn. Chụp hình lúc nào cũng sợ mặt to, tóc lúc nào cũng thả ra để che hết hai má. Rồi tại vì ám ảnh như thế nên là thấy mấy chị đẹp mà kiểu mặt nhỏ xíu. Mà các bạn mà xem lại ảnh ngày xưa của mình thì các bạn sẽ thấy là mình chụp ảnh mình toàn che má thôi, tức là không bao giờ dám vén tóc sang hai tay luôn. Không bao giờ, nếu mà có vén á, thì cùng lắm chỉ vén một bên thôi, còn một bên là che mặt. Tại vì là kiểu nếu mà vén cả hai ra thì mặt nó sẽ phì phì ra ấy. Còn đa phần là vén có một bên thôi, tại vì cái tai bên này mình xỏ nhiều khuyên, thì lúc nào mà tóc nó vướng vướng thì vén một bên. Chứ còn không bao giờ vén cả hai bên cả, quả võ bàn khím phím giả chân vãi á. Thì cái video nó diễn mà, trời ơi ai chẳng biết video nó diễn. Rồi, chứ chẳng nhẽ là thật. Hello chị, xin chào quý quách nha. Mặt cháy xoan, tóc búi cao hay là vén hết sang hai bên mà trông mặt vẫn cân đối, xong rồi chụp hình vẫn xinh lung linh ấy, mình thèm lắm luôn. Ngày xưa không bao giờ dám để tóc như này đâu, không dám kiểu tết sam hai bên như này đâu. Tại vì là kiểu mặt như thế thì mặt nó sẽ lộ hết cả cái khuyết điểm của mặt mình ra ấy, và mặt mình nó sẽ là to. Nên là hồi xưa cái hồi mình học cấp 3 ấy, cấp 2, cấp 3 ấy là tóc cấp 3 ấy là lúc nào tóc của mình nó cũng che này. Cấp 3 với cả cái lúc mà mình mới lên đại học cũng thế nha, là lúc nào tóc của mình nó cũng che như thế này, nó chỉ còn nhỏ xíu như thế này thôi. Đấy, các bạn xem lại ảnh ngày xưa sẽ thấy lúc nào mình chụp ảnh nó cũng thấy tóc che hết mặt đó, tại vì ngại mà, tại vì xấu hổ mà, không lúc nào cũng cảm thấy mặt mình to. Cái đoạn này quay, đoạn này buồn cười với cả đái, tại vì mình phải ngậm một miếng nước, xong rồi Tá Hưng nó cứ cười là mình phụt ra ấy. Cái đấy nó sẽ có ở behind the scene, thì nữa mọi người sẽ xem cái gì vậy á. Mà bánh bao xinh mà, nhưng mà tao không thích. Trời, cái câu mà nhiều người nói với mình nhất đấy là mà bánh bao xinh mà. Kiểu tức là mọi người mỗi lần mà mình than là mặt mình to ấy, là mọi người sẽ bảo là nhưng mà má mochi rồi mà bánh bao xinh mà, mình không thích xinh. Chắc là gu mỗi người khác nhau, với cả mình cũng không có nhu cầu kiểu phải thay đổi vì người khác, tức là không có nhu cầu kiểu giữ má bánh bao bởi vì người ta khen đẹp ấy. Mình thích mặt nhỏ thì mình thích mặt nhỏ thôi, kệ mẹ ai nói gì. Đấy là quan điểm của mình thôi. Nên là mình đưa cả cái đoạn đấy vào trong cái video này để cho mọi người thấy. Mình nghĩ là mọi ai cũng gặp trường hợp này, ví dụ như các bạn nào mà muốn giảm cân là người ta sẽ bảo là nhưng mà béo béo mới sinh mà. Mọi người sẽ bảo kiểu như là mập mập một tí mới sinh, có da có thịt một tí mới sinh, chứ gầy quá thì xấu. Nhưng mà các bạn ơi, người ta muốn như thế, các bạn hiểu không? Tức là người ta muốn như thế thì kệ mẹ người ta luôn, và mình nên tôn trọng cái sở thích của mỗi người. Mình chỉ nên góp ý thôi, ví dụ như là tao thấy là má bánh bao cũng xinh, nhưng mà nếu mà mày thích gầy thì cũng thì đấy là quyền của mày thôi, là ok thôi, đấy kiểu vậy. Chứ đừng kiểu body Samsung người khác, hay là đừng bắt người khác phải theo ý mình. Thì cái đoạn này dụng ý của mình cho vào cái video này là như thế. Cái lúc mà mình than thở về má mình béo, ai cũng nói với mình câu đấy luôn. Ai cũng bảo kêu là mặt phình phình thì tí mới sinh chứ các thứ. Không, mình không thích mặt phình. Mình rất ghét mặt béo luôn, mình thích mặt nhỏ xíu. Mình thích mặt kiểu giống mấy chị đẹp Trung Quốc ấy. Mặt mà kiểu thanh thoát ấy, mặt mà kiểu nhìn trông nó gọn gàng, dễ thương ấy. Mình không thích mặt béo. Nên là ai nói với câu đấy, thực ra thì mình cũng hiểu tâm lý chung của mọi người, nên mình cũng kệ thôi, chả nói gì. Nhưng mà mình cho vào video ý mình là như thế. Nói chung là làm cái kịch bản là đoạn nào cũng có ý đồ hết á, chứ chắc không phải là kiểu cứ làm chơi chơi vậy đâu à. Lên tiếng đèn nào. Lúc đấy ước vậy nhưng mà không có tiền nên là mình đã phải tạm cất nó một góc trong này. Tới khi mình làm streamer á thì cam của mình đặt ngay trước mặt. Mình lại còn hay cười lố, cười quá đà, cười không giữ hình tượng. Xong có lần xem lại mình giật mình. Ủa, mình bị ho à? Lúc cười lố thì nguyên hàm răng chìa ra luôn ý, trông nó như thế này này. Bốn cái răng mọi người, hai cái này nó sẽ xòe ra này. Ngày xưa nó khảnh hẳn ra nha, ngày xưa nó khảnh hẳn xong càng lớn nó càng kiểu vừa thu lại, xong rồi bốn cái nó đều bằng nhau luôn ấy. Răng cũ của mình ngày xưa là bốn cái răng bằng nhau. Chả hiểu, tại vì hai cái này thì ok rồi nhá, nhưng mà hai cái này thì nó lại hai bên này thì nó lại kiểu hơi chìa ra, thế là thành ra nhìn lướt qua thấy bốn cái bằng nhau chìa thẳng ra đúng như một cái bàn cào thẳng ở trước mặt luôn ấy, trông buồn cười lắm. Ở đây là cái hồi tóc cũ. Đấy không? Lúc nào mà cười to nha, thấy bốn cái xìa ra luôn. Thế là mình đã quyết tâm đi niềng. Niềng răng thì có nhiều loại nhưng mà mình chọn Invisalign. Không có tài trợ đâu, mình tự trả tiền hết đấy. Cái video này không có quảng cáo đâu nhá. Có bạn bảo mình là quảng cáo lộ thế rồi các thứ, thì mình đã phải đưa cái câu này vào để cho mọi người biết là video này không hề có quảng cáo. Còn mình nói nó tốt hay là nó không tốt thì đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi. Căn bản là mình thấy kiểu có nhiều người làm video về niềng răng sắt, niềng mắc cài rồi á, mà chưa có nhiều người làm về Invisalign nha. Có rồi nhưng mà ít, thì mình làm thêm thôi. Đấy thì mình nghĩ là kiểu có thể có nhiều bạn đang tò mò về cái phương pháp niềng răng này, nhưng mà chưa có nhiều video để xem thì mình làm.
Thế xong cái mọi người cứ tưởng mình quảng cáo, giờ mọi người nhạy cảm quá, cái làm cái mẹ gì mà người cũng tưởng quảng cáo ấy. Thậm chí hôm nọ mình quay cái video mình cầm gói bim bim ăn, xong mình nghĩ là chết mẹ, cầm gói bim bim mà quay ra này thấy tên mọi người có bảo mình quảng cáo cái cho cái hãng này không á. Kiểu sợ ấy, ám ảnh vãi. Em nhớ hạt ngô á, em nhớ hạt ngô á. Ờ giờ vẫn hạt ngô mà. 65 triệu chị ơi. Kiểu pháp sư Trung Hòa, nhưng mà sau đó ai quảng cáo thì inbox à, em cảm ơn, xin cảm ơn ạ. À. Đấy. Đại cái là video này không có quảng cáo, mình bỏ hoàn toàn tiền ra để niềng mà. Đây là hoàn toàn là thật tâm giá trị muốn chia sẻ đấy. Trời ơi, quá trời tâm huyết luôn. Và lý do mà mình chọn niềng Invisalign là bởi vì một, thẩm mỹ, niềng Invisalign thì không bị lộ rõ, thậm chí... À với cả mình chỉ nói về lợi ích của niềng Invisalign thôi, bởi vì cái niềng mắc cài mình nghĩ là nhiều người biết quá rồi á. Tức là mình không cần phải, nếu mà mình so sánh hai loại rõ ràng ra, kiểu niềng mắc cài thì như thế này, niềng Invisalign thì như thế này, thì nó sẽ không giống quảng cáo hơn, nhưng mà nó sẽ rất là dài dòng. Và niềng mắc cài mình nghĩ là ai cũng biết rồi, tất cả xung quanh chúng ta đều có những người niềng răng đúng không? Trước giờ kiểu ví dụ bạn bè, người thân từ nhỏ đến lớn là có bao nhiêu người niềng mắc cài là biết hết rồi. Thế nên là mình nghĩ là cái đấy nó không cần phải nói nhiều nữa, thế là mình nói toàn nói về Invisalign thôi. Cái sao mọi người bảo mình quảng cáo. Rồi xem lẹ đi á. Đấy từ từ. Nhường bao lâu thì xong á, tí nữa sẽ có đoạn thời gian nhá. Tí là mình có thể chụp hình, quay video, livestream mà không sợ bị xấu. Thậm chí là mình tháo khay ra là không ai biết mình nhường răng luôn. Đúng rồi ấy. Đấy có hôm bữa có bạn hỏi mình là kiểu lúc mà mình đăng story lên là mình tháo niềng ấy. Xong rồi có bạn bật lên bảo là ủa niềng răng hồi nào sao xem livestream không thấy, tại vì mình đeo khay mọi người đâu biết. Hiện tại là mình cũng đang đeo khay nha, nhưng là khay duy trì không phải là khay Invisalign. Invisalign là mình niềng xong rồi, sau khi niềng xong là mình đeo khay duy trì. Trong video này mình quên không nói về khay duy trì, nhưng mà mình đang đeo khay duy trì nha. Các bạn thấy là mình phát âm thỉnh thoảng cứ như kiểu bị ngắn lưỡi là do mình đang đeo khay, mình đang chưa quen ấy. Tức kiểu nó vẫn hơi sự sượng ấy, do cả ngày mình tháo ra xong tối mình đeo vào nó bị sự sượng. Thì mình vẫn đang đeo khay này, đâu có ai biết gì đâu đúng không? Thì cái đoạn mình đeo, mình niềng, nhiều người không biết luôn, nếu mà mình không nói về niềng răng mọi người không biết. Hai, vì không đau. Mình livestream hàng ngày, mỗi ngày 4 tiếng và hoạt động cơ mồm liên tục. Hỏi rằng là nếu trong mồm mình mà có một đống sắt thì liệu mấy ngày thì nó sẽ rách hết cả lợi. Chưa kể là nếu mà niềng mắc cái á, thì mỗi lần siết răng đau đớn thì mình chỉ có livestream ngồi khóc thôi, chứ làm sao mà có thể chơi game leo rank được nữa. Thì cái đau này thì thực ra là nó có đau ấy, nhưng mà nó đau ít lắm. Tại vì khi mà mình xem, lúc mà mình làm video này mình có tham khảo những cái video niềng răng khác á, thì những người mà niềng mắc cài người ta than kinh lắm, người ta gào khóc ghê lắm. Mà lúc mà mình niềng Invisalign thì mình đau hình như là có 2 hay 3 lần gì đấy. Thì lúc đấy là cái lúc mà lần đầu đeo khay nhá, là nó kiểu siết răng của mình á. Thì hôm đấy là về mình đau mất 2 ngày. Xong ngày thứ 3 nó bình thường như không. Xong rồi có một lần nữa là kiểu khay thứ bao nhiêu ấy, gần cuối á, thì là nó cũng siết mạnh quá thì mình đau. Nhưng mà chỉ có hai, chỉ đau ngày đầu tiên thôi. Chứ nhưng mà mình so, để mà so với niềng mắc cài thì cái nỗi đau này nó chả là cái gì cả. Nên là mình nói là không đau cho nó tiện. Tại vì mình thấy đa phần là người ta cũng, mọi người niềng Invisalign thì đều bảo không đau mà. Thì mình thấy là nó đau quá ít ý, so với cả niềng mắc cài. Nên là mình niềng trong suốt tốn tiền theo độ khó, ai cũng na ná nhau á. Thật ra thì niềng nào nó cũng sẽ tiền với cả thời gian nó cũng theo độ khó hết mà. Kể cả niềng mắc cài cũng vậy á. Niềng mắc cài thì kiểu răng càng chen chúc nhiều thì siết càng lâu chứ. Đúng không? Có răng mà càng dễ thì siết càng nhanh chứ. Thời gian hay là tiền bạc thì đều đấy à, đều phụ thuộc cái đấy à. Xem lại ít quả mình không biết chị niềng thôi á, chứ xem nhiều em là biết quá trình chị đang niềng luôn á. Ừ đúng rồi, tại vì hay nhắc đến niềng mà, xem ít quả mới không biết thôi. Tiếp nha mọi người. Là vì tiện lợi, cực kỳ dễ vệ sinh nên cảm giác răng miệng sạch sẽ, không bị ố vàng. Mình có thể tự tin đi chơi, đi hẹn hò. Và đặc biệt là mình không cần phải đi nha khoa nhiều. Mình rất là lười nếu mà cứ phải đi gặp nha sĩ liên tục ấy. Eo, giọng kiểu quảng cáo ấy. Giọng giống quảng cáo thật nên là gây hiểu lầm thôi. Thì cái gì nhỉ? Cái việc mà dễ vệ sinh răng miệng thì công nhận. Tại vì là mình thấy đa phần là 10 người thì đến 7-8 người là niềng mắc cài. Xong rồi nói chuyện kiểu lúc trong quá trình niềng người ta không có dám nhai răng ra. Không phải là ngại cái mắc cài đâu, mà người ta kiểu không vệ sinh được răng miệng kỹ ấy. Nên là nó hơi vàng ấy, trong cái lúc mà niềng ấy thì hơi vàng. Cái mọi người nói chuyện mọi người cứ kiểu khúm núm khép nép lại, trông như bị móm kiểu không nhìn thấy răng ấy. Thì mình thấy đa phần là những người mà niềng mắc cài đều như thế. Thằng em trai mình trước cũng thế, nó bị vàng răng quá. Đấy, thì niềng cái này thì mình vệ sinh răng miệng dễ nên là lúc mà mình niềng nó cũng không bị vàng. 4 là vì sự yên tâm và an toàn. Trước khi niềng á là mình sẽ được xem treatment plan. Đây là bản 3D mô phỏng quá trình dịch chuyển răng. Cái này người ta gọi là clean check ấy, clean check ấy, nhưng mà mình thấy người ta ghi là treatment plan chắc là gọi cái gì cũng được. Thì đây là treatment plan của mình. Các bạn có thể nhìn vào đây để biết được là răng của mình dịch. Đấy, đây là răng của mình trước khi niềng và sau khi niềng nha. Đấy, nó thu vào một đoạn luôn nha. Đấy, nó thu vào về chi phí và thời gian thì tổng chi phí cho bộ nhá này của mình là 65 củ. Tay đã hưng ấy, tò vào túm ấy.
không phát sinh thêm bất kỳ một chi phí gì trong quá trình niềng nữa. Nếu mà bạn đi niềng mà phải trả thêm phí trong quá trình niềng thì chắc là bạn bị lừa rồi đấy. Nhớ là đọc kỹ trước khi đặt bút ký nhé. Răng của mình là trường hợp khá dễ nên là chi phí thấp. Còn mình thấy những cái đoạn này đánh điện chói quá nhỉ. Khó hơn á, toàn hơn trăm củ thôi. Các bạn phải đến bác. Nói chung là mình thấy niềng Invisalign là đa phần mọi người khoảng tầm chín mấy, hơn 100 triệu ấy. Xin để được thăm khám và tư vấn thì mới có báo giá chính xác được, mỗi người một giá mà. Còn về thời gian thì sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là ca của bạn khó hay dễ, càng khó thì thời gian càng lâu. Hai là kể cả sau khi thăm khám bác sĩ có nói với bạn là bạn chỉ cần niềng 1 năm thôi á, thì sau 1 năm đến nó vẫn có thể kéo dài tới 1.5 hoặc là 2 năm. Bởi vì là sau 1 năm nó vẫn chưa đẹp là phải chỉnh thêm. Ví dụ như răng của mình á, là phải niềng 2 đợt. Đợt 1 là mình niềng 26 khay, mỗi khay 10 ngày thì tổng cộng là 260 ngày. Sau 26 khay thì bác sĩ bảo là chưa đâu em ơi, cần phải chỉnh thêm cho đẹp. Thế là bác sĩ cho mình đeo thêm 10 khay nữa và mỗi khay là 7 ngày, tổng cộng thêm là 70 ngày. Như vậy là mình niềng hết 1 năm đấy. Thế mà lúc đầu là 8 tháng. Thì cái này đúng nha, tại vì là nhìn như chị nhộn ghê á. Mình niềng răng là, nhưng mà cái này là chưa đủ đâu nha. Không phải là chỉ không phải là cứ lấy 170 ngày cộng với cả 260 ngày là ra số ngày mình niềng đâu, phải đâu. Tại vì có một cái đoạn mình niềng mình bị đeo khay quá ngày mà mình quên thay này, thì nó rôi ra mất mấy ngày này. Xong rồi có một cái đoạn kiểu như là đoạn mà kết thúc cái 26 khay đầu tiên á, là mình là Tết, là đến Tết thì là đúng 29 Tết thì mình kết thúc 26 khay đấy, thì là mình phải chờ qua Tết xong rồi nha khoa người ta làm lại thì người ta mới gọi mình sang kiểm tra, thì mất mấy ngày Tết đấy là mình vẫn phải đeo tiếp cái khay cuối cùng. Sau rồi mình đến cái nha khoa kiểm tra rồi nhá, thì người ta kiểm tra xong thì bác sĩ bảo mình là phải đeo thêm 10 khay nữa, thì lại phải chờ. Tại vì sao? Tại vì Invisalign á là người ta làm ở bên bên Mỹ, nên là kiểu cơ sở nha khoa ở Việt Nam á, là người ta chỉ lấy dấu răng rồi người ta scan răng rồi người ta chụp răng các kiểu, người ta gửi dữ liệu sang bên kia, người ta sản xuất ở bên Mỹ xong rồi chuyển cái khay từ bên Mỹ về. Thế nên là mình lại mất thời gian chờ khay từ bên Mỹ về xong rồi mới đeo tiếp. Thế nên là không phải là ba, nói chung là mình niềng hết hơn 1 năm đấy, không phải là 1 năm đâu. Thì lúc tại vì trong cái quá trình đấy là mình cứ phải chờ ấy. Đấy, xong rồi là tháo khay, xong rồi lúc mà hết 7 khay đấy rồi, hết 10 khay đấy rồi nhá, thì mình đi kiểm tra á, thì mình lại phải đeo làm hàm duy trì. Thì lúc mà mình làm hàm duy trì mình làm tới 3 lần lận á nó mới chuẩn. Tại vì mình xui. Bình thường người ta chỉ cần lấy dấu răng người ta làm có lần là chuẩn rồi, mà mình làm lần thứ nhất xong rồi nó không vừa, đeo không vừa, vừa hàm trên không vừa hàm dưới, xong rồi sửa lần thứ hai vẫn không vừa, mà mỗi lần sửa như thế lại phải chờ. Thế là mãi mới lấy được hàm duy trì, nói chung là khá là lâu. Nhưng mà đấy là trường hợp của mình, nó cũng hơi lằng nhằng với cả vướng nhiều thứ thôi. Còn những cái người niềng mắc cài thì cũng lâu, như Hằng Đàm ngày xưa cũng thế, niềng kiểu bác sĩ sẽ bảo là 1 năm 2 năm gì đấy, nhưng mà sau đó nó sẽ kéo dài hơn đấy, thường là vậy. Ôi cái ảnh lúc nào thế chị ạ? À, đây là video em ơi, tiếp nha. Sau khi niềng đợt 1 thì Invisalign sẽ cho mình thêm một đợt tinh chỉnh miễn phí nữa. Nếu mà sau đấy vẫn còn muốn chỉnh thêm thì mới mất phí cơ. Đấy, tinh chỉnh miễn phí này, thế nên là mình sau 7 khay sau, 10 khay sau của mình là mình không mất tiền nha. Mình được tinh chỉnh miễn phí tối đa 26 khay. Nếu mà chỉnh thêm thì mất tiền. Okay. Có ai còn câu hỏi gì không ạ? Có, em hỏi đi. Có đau không ạ? Tất nhiên là có. Các bạn có để ý là đây là cái nhân vật lúc đầu không? Cái nhân vật kiểu mình ngày xưa ấy. Đây này. Đây là cái nhân vật mình ngày xưa này. Nếu mà các bạn xem video các bạn sẽ để ý là kiểu nó rất là logic luôn đấy. Đây là cái nhân vật mình ngày xưa nha. Nhân vật này là lúc mà mặc quần áo này là quay cái đoạn mà xem Tiểu Phong ngày xưa ấy. Tức là đây là bản thân mình của ngày xưa, cái lúc mà chưa biết gì về niềng răng cả. Và bản thân mình của bây giờ mặc áo trắng là đang trả lời cho mình của ngày xưa về tất cả về niềng răng ấy. Nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy. Hoặc là chắc là các bạn không để ý đâu, nhưng mà thường thì mình làm cho nó logic với cả nó kiểu hầu hết là đều có ý đồ hết à. Đấy, thì đây là mình của ngày xưa này. Đoạn này là cái đoạn mà xem Tiểu Phong xong rồi thấy xinh quá xong rồi muốn niềng răng đấy. Còn nắng ở vũ trụ đấy, đây là nắng của quá khứ, còn kia là nắng của hiện tại đấy. Còn bây giờ thì nắng của quá khứ sẽ hỏi nắng của hiện tại là kiểu niềng có đau không, sao nắng của hiện tại đã niềng rồi trả lời cho nắng của ngày xưa đấy, kiểu vậy đấy. Thì cái này phải reaction nói thì các bạn mới biết, còn nếu không thì các bạn sẽ không biết tại sao nó lại như thế đâu. Mình sẽ tiếp nhé. Có đau không ạ? Tất nhiên là có. Nhưng mà đấy là chỉ đối với những người nếu mắc. Mình xem nhưng cũng không để ý cái đó thật á. Reaction có quảng cáo niềng không mọi người ạ? Không quảng cáo nha bạn ơi, không quảng cáo nha. Tại vì mình không hề nói là mình làm ở nha khoa nào. Bây giờ thì mình nói là mình làm ở nha khoa Parkway, nhưng mà mình không hề để tên nha khoa, không hề để link gì cả, thì tức là nó không có quảng cáo đâu. Mình xem không để ý cái đó thật á. I know ạ. Đấy. Thì không để ý đúng không? Thôi, còn Invisalign á thì không đau răng, đau kính đâu.
có phải nhổ răng không? Tùy ca, nhưng mà đa số là phải nhổ ấy. Bởi vì nếu mà răng chen chúc thì phải nhổ bớt đi mới có chỗ để dàn đều răng ra chứ đúng không? Nhưng mà ca của mình thì không. Bởi vì rất muốn giống Tiểu Phong nên mình đã hỏi bác sĩ là em có cần phải nhổ răng không ạ? Và bác sĩ đã trả lời là không, răng đẹp này rồi còn nhổ cái gì? Lúc đấy mình hỏi thật đấy, mình hỏi bác sĩ là có phải nhổ răng không, nhưng bác sĩ bảo không nhổ. Vọng lắm, nhưng mà trộm vía là được sau mặt mình vẫn gọn hơn rất là nhiều. À, tuổi nào thì có thể niêng ạ? Tuổi nào có tiền thì niêng, không có thì xin bố mẹ. Đùa đấy, nhưng mà nên niêng càng sớm càng tốt nhé, bởi vì khi mình còn nhỏ thì răng mình sẽ điều chỉnh hơn. À, niêng xong thì mũi có cao lên không? Đừng kỳ vọng là mũi đang tẹt mà niêng xong thì mũi nó sẽ cao chót vót như idol K-pop, nhưng không có đâu. Nó có thể cao hơn được một chút xíu, bởi vì khi mà mình niêng á thì mặt mình nó sẽ gọn hơn, nhỏ hơn thì tạo cảm giác là mũi cao hơn, gọn hơn. Hay là cấu trúc xương mặt thay đổi trong quá trình niêng á thì sẽ đẩy mũi cao lên được một chút xíu. Nhưng mà cái này hên xui lắm, không ai dám khẳng định đâu. Có hóp má với cả thái dương không? Có nha. Bởi vì là khi mà mình niêng răng á thì cái răng của mình sẽ yếu, chỉ ăn được đồ mềm thôi. Cơ nhai mà không hoạt động nhiều thì nó sẽ cứ teo dần đi á, mà cái cơ vùng hàm này nó lại nối liền với cả cơ thái dương nên là nó sẽ teo đồng thời, teo hết luôn. Cái đoạn đầu niêng răng ấy trông nó hơi xấu, hơi kinh ấy. Nhưng mà yên tâm là sau khi mà mình niêng xong mình ăn bình thường thì nó lại đầy trở lại. Lại yên tâm nhá. Nhưng mà lấy tiền đâu ra để niêng à? Câu này nhiều người hỏi quá. Thế câu lấy tiền đâu ra để niêng ấy, bé muốn đập thật sự. Hỏi thế thì chịu. À, bây giờ các nhà khoa đều cho trả góp đấy, nên là các bạn có thể lựa chọn trả góp để niêng sớm đẹp sớm. Tóm lại là mình cảm thấy rất hạnh phúc với hàm răng hiện tại. Ngoài cái việc là nó làm cho mình xinh đẹp hơn, bảo vệ răng miệng của mình thì nó còn giúp cho mình tự tin hơn nữa. Mà tự tin là cái mình vẫn luôn thiếu từ trước tới giờ ấy, là cái mà tiền rất khó là có thể mua được, nhưng mà niêng răng thì có thể. Thế nên là nếu bạn nào mà cũng giống như mình á thì hãy suy nghĩ về việc niềng răng nhá. Các bạn có thể chọn niềng mắc cái hay là niềng Invisalign thì đều ok cả, miễn là phù hợp với cả nhu cầu và túi tiền của bạn là được, vì mục đích cuối cùng thì vẫn chỉ là để đẹp hơn thôi mà. Đối với mình thì đây là một quyết định vô cùng xứng đáng, là quyết định về làm đẹp đúng đắn nhất của mình. Thế là hết rồi đấy. Nếu mà các bạn còn thắc mắc gì thì có thể comment ở phía dưới, xong rồi tự search Google để tìm câu trả lời đi, chứ mình không làm video về niềng răng nữa đâu, viết kịch bản mệt lắm. À, nếu mà các bạn thích video này á thì nhớ là ấn like và ấn sub kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau. Bye. Nhé, là này xinh ấy vậy. Từ từ đã, là này xinh ấy vậy. Xinh nhờ. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau. Bye. Trời ơi, ai mà dễ thương. Đây là cái đoạn uống nước này này. Đây này, có để cái bát này. Cái bát này là cái bát đựng hạt của hai con mèo ấy. Xong rồi mình phải để ở dưới này. Cái đoạn kia thì che mất rồi, cắt đến đây tôi không nhìn thấy cái bát. Nhưng mà phải để bát ở đây để há mồm ra để nước chảy xuống ấy. Một năm liền cái đỉnh như thế. Lại, trời ơi. Thằng Hưng chó Hưng đừng có cười ấy. Mày báo quá đây. Thằng ấy không cười. Báo quá đây. Lại. Thực ra thì behind the scene nó rất là nhiều, nhưng mà chỉ lấy một số cảnh thôi chứ không lấy hết ấy. Chứ còn thằng Mạnh ấy, Mạnh nó quay nó chịu khó quay behind the scene lắm. Kiểu cái đoạn nào mà bọn mình ngáp ấy, kiểu mình kiểu không tập trung hay là mình làm cái gì hay nói lỡ lời cái thứ là nó quay hết à. Thì nếu mà làm behind the scene thì nhiều lắm. Một video rất nhiều đường cho anh em á. Rất nhiều đường. Sau này rất nhiều đường là sao? Hải, anh Mạnh cười mà kìa. Sếp cho em ứng 1 năm lương đi niềng đi sếp á. Rồi trả góp đi, ấy cho trả góp mà. Gì nhỉ? Cho nha khoa cho trả góp mà. Xem video không nhớ hả? Chứ còn cũng muốn ứng lắm, không có tiền. Tắm cho mèo như thế nào á? Tắm cho mèo như nào á? Chị cũng không biết, chị cũng không dành về tắm lắm ấy. Hay là hôm nào làm một cái video tắm cho mèo nhỉ? Kiểu dạng là mình sẽ đi qua một bên cơ sở tắm mèo nào đấy, xong rồi là deal với người ta là cho em voucher tắm mèo 1 tuần, xong rồi à 1 tháng rồi hay là 1 năm gì đấy, xong em sẽ kiểu quảng cáo cho cơ sở đấy các kiểu. Tắm chứ còn bình thường chị có tắm cho mèo đâu, chị tắm được có 1-2 lần à, giờ nó béo lắm chị không tắm được, một mình chị không tắm được, chị phải có người khác giữ. Chị toàn cho ra spa tắm thôi cho nhanh, xin mama và cái kết ra đường nằm á. Đấy thì đấy là video niềng răng, còn một cái video nữa nhưng mà chắc là để hôm khác đi. Cái video PMS mình cũng chưa reaction ấy. Ui dồi ôi, cái răng. Ê, mình nhận ra là cái răng của mình nhỏ, xong rồi mình cái lúc mà mình livestream mình nói chuyện nhiều ấy, cái mình cười to ấy, trong mồm mình rộng ấy, trông kiểu hết cả mồm thôi. Đấy thì để hôm khác reaction cái PMS sau. Xong rồi bây giờ cứ mỗi tuần mình lại có một vlog và một buổi reaction vlog. Hy vọng là mình nhớ để tí nữa mình nhắn cho Tây nhắc mình. Nhắc mình là TikTok thì sẽ cứ mỗi ngày một video mọi người nhá. À, hai kênh á thì nó sẽ xen kẽ, ví dụ như kênh official hôm nay thì ngày mai là kênh daily. Ngày kia lại official, ngày kia lại daily đấy. Thế TikTok mình sẽ duy trì đăng như thế, còn YouTube thì cái kênh official nào official thì sẽ
3 video một tuần, 2, 4, 6. Còn chuyện của Nắng thì sẽ là một vlog cuối tuần chủ nhật. Tức là mình đang cố gắng chạy cho cái KPI để nó được ổn định và nó không bị xê dịch vì vấn đề gì nữa, trừ trường hợp là mai mình nhận thông báo sức khỏe xấu thôi. Chứ còn nếu mai mà mình mà nhận sức khỏe, nhận thông báo sức khỏe tốt thì mình sẽ giữ được cái, mình sẽ cố gắng giữ cái timeline như thế không thay đổi. Tôi sẽ xếp file quả hàm răng này anh em ạ. À, hàm răng này á. Cười tươi không? Nhưng mà được cái mắt hai mí là nhìn nó khá là ổn. Để mình xem ngày xưa sao cái video này xấu đấy nhỉ. Góc kiểu nhìn mắt chẳng thấy không? Mí miếc gì cả, trông xấu ỉa, xong rồi make up cũng xấu nữa. Giờ người ta make up xinh như thế này, đùa. Eo ơi, bây giờ mà cứ pause đoạn nào nhìn trông nó cũng mắc cười ấy. Thế các bạn có biết là khi mà mình làm gì nhỉ, mình làm thumbnail ấy, là mình sẽ phải ngồi pause ảnh không? Tại vì mình rất là quên chụp thăm. Lúc mà mình quay là mình chả giờ mình chụp thăm cả, chả giờ nhớ cả. Thế xong rồi lúc mà mình làm thăm là mình sẽ phải kiểu phải chụp một cái ảnh để làm thăm ấy, là mình không nhớ đâu. Lúc mà làm bắt đầu mới ngồi đây xong rồi pause ảnh để chọn ảnh để làm thăm. Mặt phính thật sự à? Mấy hôm nay mặt hơi béo. Má đồng tiền sinh vãi á. No, mình không có đồng tiền đâu nhá. Mặt mình không, má mình không có má núm đâu. Mình không có má núm đâu, má mình bình thường mà. Úi giời. Mặt trông kiểu mặt đúng kiểu biểu cảm dã man luôn ý thề. Đấy. Đây là một cái video mà tốn khá là nhiều công làm nhưng mà view thì không cao. Thì mình nghĩ là đấy chuyện bình thường thôi, tại vì mình mới làm dạng video này. Nhưng mà để duy trì làm cái này thì trông có vẻ cũng khó, tại vì làm video này nó cần nhiều kiến thức lắm. Ví dụ mình làm về bất kỳ một chủ đề nào mình cũng phải research rất là nhiều kiến thức ấy. Thực ra thì nó cũng hỗ trợ cho cái sự hiểu biết của mình thôi. Kiểu ví dụ mình muốn làm về nó thì mình sẽ phải tìm hiểu về nó đúng không? Thì mình mới làm video được. Thì khi mà mình tìm hiểu thì mình lại biết thêm nhiều thứ. Nhưng mà nó mệt phải cả đấy. Ví dụ mình chỉ làm vlog thôi á, mình chỉ làm kênh YouTube thôi á thì ok, thì chắc là mình sẽ làm được tuần 2 cái video mình cũng làm được. Nhưng mà mình livestream mỗi ngày 1 tháng 100 giờ. Đấy, xong rồi lại còn TikTok nữa, là mình kiểu oải với cả cứt, xong thỉnh thoảng lại quảng cáo này quảng cáo kia, rồi mình sẽ phải làm rất là nhiều thứ ấy. Thì mình không có đủ thời gian để làm. Chứ còn nếu mà làm dạng video này thì mình vẫn thích nha. Mình vẫn thích ngồi research để tìm hiểu thông tin, mình kiểu mình hỏi con ChatGPT rất là nhiều. Cái hôm mà mình làm kịch bản này á là mình kiểu như là mở rất là nhiều tab lên ấy, mình cái thì mình xem vlog niềng răng của người khác này, cái thì mình mà xem kiểu như là mở Google, cái thì mình mở ChatGPT, xong rồi mình hỏi rất là nhiều. Khi rồi mình kiểu như là cố gắng cô đọng bằng tất cả kiến thức mà mình tìm hiểu được với cả cái kinh nghiệm mình trải qua để mình làm cái vlog đấy á, kiểu đấy. Đúng rất mệt á. Người edit cũng mệt mà người làm kịch bản cũng mệt cơ ấy. Chỉ có mỗi quay là nhanh thôi, tại vì là quay cái video này nhanh thật nha, bởi vì là mình diễn nhanh lắm, mình không cần phải quay đi quay lại nhiều lần. Mình nghĩ là do cái cách nói chuyện này là mình đã học được trong quá trình mình làm stream lâu rồi. Ví dụ như là cái cách biểu cảm này, cái cách thể hiện này là mình đã học được từ lâu rồi, nên là mình không mất thời gian để diễn đi diễn lại nhiều. Chỉ cần vèo cái là xong, là một cái thỉnh thoảng kiểu như là cứ một lúc là ăn luôn rồi, nhưng mà vẫn quay thêm cái nữa để backup kiểu vậy. Thì quay rất là nhanh, cười xả mấy pha pause. Đang cầm kịch bản đúng không? Đúng rồi, kịch bản đấy. Ý là má đầu tiên như sinh vãi, nhưng chị thì không á. Ơ kìa. Chị thì không có ấy à. Đấy thì đây là một cái video mình khá là tâm đắc.